Như vậy thì câu hỏi này đặt ra để chúng ta thấy Phật pháp như thế nào? Phật có trước hay là pháp có trước? Nếu nó Phật có trước thì Phật nương theo cái pháp nào mà Phật tôn để thành Phật? Nếu Phật có trước thì chưa có pháp, thì chưa có pháp thì nương pháp nào tu thành Phật được? Còn nếu nó pháp có trước thì pháp có trước, nếu pháp có trước thì pháp này do Phật nào nói thì gọi là pháp. Pháp có trước thì ai nói pháp mà có pháp? Đó là hai câu hỏi để cho chúng ta suy gẫm. Bây giờ trả lời, đáp: Phật vốn có trước pháp, cũng có sau pháp. Phật có trước pháp rồi cũng có sau pháp. Như vậy mới Phật có trước pháp rồi Phật cũng có sau pháp. Thế nào là Phật trước pháp sau? Đó, nếu y cứ chân như thực tế thì chân Phật không hình tròn đồng thái hư, đối diện ở trước mắt, lặng sáng không gì trên. Đây là Phật thật không hình tướng, Phật có trước. Thì nói thì dễ hiểu, Phật có trước là chỉ cho Phật pháp thân. Phật pháp thân là Phật có trước, có trước pháp. Như vậy thì Phật có trước pháp là để chỉ cho Phật pháp thân. Rồi bài kệ: ta có một thân Phật, người đời ít kẻ biết. Không một giọt cho bùn, không một điểm màu sắc, vàng rồng khó đúc thành, gỗ đá khó chạm khắc, thợ trời tạo chẳng nên, trộm đất trộm chẳng được, nước lửa chẳng can chi, nhiễm nhiên gió chẳng khác, lặng sáng đầy thái hư, đoan nghiêm rất kỳ đặc, tròn sáng có một thân, quá thân nhàn trăm ức. Như vậy thì để giải thích về đức Phật có trước, tức là Phật pháp thân đó, cho nên ta có một thân Phật, đó là Phật pháp thân, người đời ít kẻ biết mà không ai biết hết. Ai cũng có cái ông Phật thiệt mà không ai biết. Phật thiệt đó không một giọt tro bùn, không phải do tro do bùn mà làm nên, không một điểm màu sắc, cũng không có màu sắc gì hết. Vàng rồng đúc không đúc, vàng rồng khó đúc thành, gỗ đá khó chạm khắc. Thì ông Phật đó cái gì đúc được, cái gì chạm khắc được, thì ông Phật đó là không có bị cái hình tướng màu sắc gì mà chạm được hết. Thợ trời tạo chẳng nên, trộm đất trộm chẳng được, ông trời tạo không nên mà đất cũng không ăn cắp được nữa. Nước lửa chẳng can chi, nước lửa cũng không làm gì được nó. Nhiễm nhiên gió chẳng can, gió cũng không có động được. Lặng sáng đầy thái hư, đoan nghiêm rất kỳ đặc, tròn sáng có một thân, quá thân nhàn không ức. Như vậy cái thể Phật đó là một, nhưng mà khi ứng quá thì có ngàn muôn ức, không có lừa. Như vậy để thấy rằng Phật pháp thân là Phật thiệt, mà thiệt của mọi người chứ không phải thiệt riêng của ai. Nhưng mà sau này là người ta lại không nhận được cái Phật pháp thân, cho nên mới dùng phương tiện này nọ đắp thành những tượng Phật. Phật đó là những cái tượng Phật có hình có tướng, là theo cái dáng quá thân hoặc là báo thân mà chúng ta đắp thôi, chứ còn đúng là Phật thật thì không có thân. Nên thiền sư Xuyên Lão nói: Phật vàng chẳng độ là đúc, Phật gỗ chẳng độ lửa, Phật đất chẳng độ nước. Cái này nó thiền sư Xuyên Lão, mà Xuyên Lão là lặp lại phải không, chứ không phải Xuyên Lão nói câu này mà ai nói.
Châu. Thiền sư Triệu Châu nói rằng Phật vàng không đổ được lò đúc, Phật gỗ không đổ được lửa, Phật đất không đổ được nước, Phật thạch ngồi trong. Phật thạch ngồi trong. Phật vàng không đổ được lò đúc. Như vậy ông Phật vàng mà nếu đổ để trong cái lò đúc mà nấu hồi thì sao? Ông không đổ được lò đúc mà ông bị lò đúc làm ông tiêu, phải không? Lò đúc mà hồi thì nấu rồi chảy hết. Rồi Phật gỗ không đổ được lửa. Nếu Phật gỗ mà đem vô cái đống lửa đốt hồi thì sao? Còn cho. Rồi Phật đất không đổ được nước, nên là Phật bình đất thì để nước hồi trả. Có ông Phật ngồi ở trong mà mình không biết ông Phật ở trong. Chỉ bây giờ biết nếu mà chùa nào có được một tượng Phật vàng quý lắm, phải không? Lợi mình lại thôi là lại chùa này quý, có Phật vàng. Có Phật vàng ám đổ cũng được là đức, quý sao được, phải không? Còn Phật gỗ không đổ được lửa. Như vậy thì nếu bây giờ được thêm Phật thạch cao, Phật siêu măng, phải không? Thì mấy Phật đó không đổ được cái gì? Phật thạch cao, Phật siêu măng đổ không được cái búa. Như vậy thì chỉ có ông Phật thạch, không ai làm gì đổ tới ông được hết mà thiên hạ. Ông ngồi sẵn đó là thiên hạ vua. Chúng ta chỉ nhớ cái bên ngoài, không biết về cái bên trong. Cho nên ngài Triệu Châu ngài mới nói cái câu đó. Thì đây là thiền sư Xuyên Lão ngài lặp lại rồi bằng hai cái câu, bốn câu kệ, tám câu kệ. Ba Phật hình nghi chẳng phải chân, con ngươi trong mắt trước mặt sen. Nếu hay biết được trong nhà báo, qua lưới chim kêu một giáng xuân. Ở đây nói ba Phật, Phật vàng, Phật gỗ, Phật đất. Đó, cái hình nghi mà chúng ta thấy dù khéo dù đẹp gì cũng không phải là thật. Con ngươi trong mắt trước mặt xem, ở trong con mắt mình có cái con ngươi nằm sẵn trước mặt đó, mình phải nhận ra cái đó. Đó là để ý nói rằng ngay trong cái con người của mình nó có một cái chân thật, giống như trong con mắt có cái con ngươi sáng vậy. Phải ngay đó mà nhận, chứ đừng tìm kiếm cái gì ở đâu. Phật thật là ngay ở trong cái thân giả này, chứ không đâu khác như là con ngươi ở tại trong con mắt. Nếu hay biết được trong nhà báo, tức là hay biết được ở trong nhà mình có sẵn của báo, thì qua núi chim kêu một giáng xuân, nhìn qua trên núi nở, nghe những tiếng chim kêu, đều là cái đẹp đẽ đáng mến đáng thương, phải không? Đâu đâu là cũng cảnh xuân, cũng là đẹp đẽ. Như vậy thì nói rằng ai tu biết trở về cái thật của mình thì tất cả cảnh, tất cả những cái hiện tượng bên ngoài lúc đó đều sáng lên, đều đẹp đẽ như tất cả hoa diêm trong mùa xuân. Thêm một đoạn nữa, ứng Phật, quá Phật đều không thật, bóng hình muôn thứ phải đều quyền, cái gì có tướng đều hư vọng, chân Phật không hình vốn tự nhiên. Phật ứng thân, Phật quá thân đều không phải là Phật thật, vì có hình có bóng thì tất cả đều là quyền là tạm, chứ không phải là thiệt. Cái gì có tướng thì đều là hư vọng, tức là phàm sở hữu tướng gia trị hư vọng đó. Cho nên chân Phật là không có hình, sẵn có một cách tự nhiên ở nơi
như mình, cái đó mới là Phật thật. Như vậy thì đây để chỉ cho chúng ta cái ông Phật chân thật sẵn có, phải ráng trở về, đừng có chạy, đừng có mắc kẹt với mấy ông Phật giả dối bên ngoài. Đó là cái lời nhắc nhở của các thiền sư thôi.